hoặc khuyên họ tu học Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, hoặc khuyên họ tu học 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, hoặc khuyên họ tu học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc khuyên họ tu học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc khuyên họ tu học quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, hoặc khuyên họ tu học tất cả hành đại bồ tát, hoặc khuyên họ tu học vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Như vậy thiện hiện các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, phương tiện khéo léo đối với các hữu tình, hành tài thí rồi lại khéo an lập cho các loài hữu tình trụ trong pháp yên ổn vô thượng, cho đến khiến được trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó là pháp hy hữu rất lạ mà đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa có được. Lại nữa thiện hiện, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát dùng pháp thí thu nhiếp các hữu tình như thế nào? Pháp thí của đại bồ tát có hai loại, một là pháp thí thế gian, hai là pháp thí xuất thế gian. Pháp thí thế gian của đại bồ tát là gì? Đó là khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì các hữu tình mà tuyên nói chỉ bày phân biệt rõ ràng diệu pháp thế gian, đó là quán bất tịnh, hoặc niệm hơi thở, hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn định vô sắc, hoặc năm thần thông, hoặc các pháp thế gian và dị danh khác. Đây gọi là pháp thí thế gian. Đại Bồ Tát này hành diệu pháp thí thế gian rồi, dùng các thứ phương tiện hóa đạo hữu tình, khiến cho an trụ thánh pháp và quả thánh pháp. Thế nào là thánh pháp và quả thánh pháp? Thiện hiện nên biết thánh pháp ấy tức là 37 pháp phần bồ đề và định không vô tướng vô nguyện. Nói quả thánh pháp ấy tức là quả dự lưu, nói rộng cho đến độc giác bồ đề. Lại nữa thiện hiện, thánh pháp của các đại bồ tát là trí quả dự lưu cho đến trí độc giác bồ đề, trí vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, hoặc trí 37 pháp phần bồ đề cho đến trí mười lực của Như Lai, hoặc trí Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, hoặc vô lượng trí pháp khác của chư Phật, hoặc các trí pháp của thế gian, xuất thế gian, hoặc các trí pháp hữu vi, vô vi, hết thảy các tướng trí như thế gọi là thánh pháp. Quả thánh pháp ấy nghĩa là dứt hẳn tất cả sự tương tục của tập khí phiền não, gọi là quả thánh pháp. Lại nữa thiện hiện, thánh pháp của các đại bồ tát là sáu ba la mật đa, nói rộng cho đến các pháp vô lậu, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Quả thánh pháp là pháp giới chân như niết bàn rốt ráo đã chứng đắc, đó gọi là quả thánh pháp chân chánh. Hết quyển thứ 530.